sớm. Anh đi lấy sữa cho tí nha. Bình ơi, dạ. Con lấy thang con lau cho em đi, con lấy kéo thang ra. Rồi con phủ cho em.
Đúng rồi, anh Bình dẫn đấy. Chờ một chút. Mở rộng ra. Rồi. Đúng rồi, anh Bình giỏi quá. Nè con mẹ bài ra, con phải lau cho trên này, con lau từng tí này, con lau đi. Mình giống như cô Ti đang thay mặc áo rồi ngủ lại á. Sắp rồi. Nè, con phải lau bên trong nữa. Đây, con phải lau dưới này này. Rồi. À, giỏi quá, anh Bình giỏi quá, con Bi cũng giỏi nữa. Tắm mát không? Tắm mát rồi đi chơi đi, mẹ tắm cho anh Bình nha. Mẹ phụ anh Bình tắm. Ừ, hôm nay mẹ làm nó canh ha, em uống cho mát nha. Mẹ cắt ra làm đôi nửa quả trái, nửa quả cam luôn. Ừ. Có bốn quả cam mà. Nhưng mà không. Mình em đang ngoài mình làm đi nha. Có biết đây đang ngồi được không? Con rửa với gì 3 giờ chiều rồi. Ừ. Mẹ xăng mình như thế này đúng không? Ừ. Chú Bi lấy bình hả? Lấy sang đây. Rồi, đưa cho mẹ. Ôi, rớt rồi. Con muốn lấy bình cho mẹ hả? Cô Bi muốn uống liền cho nên lấy bình cho mẹ để mẹ rót ra uống rồi cô Bi. Đúng rồi đấy. Con thì có ly rồi. Ừ. Mẹ xong rồi này. Dạ mẹ. Khi nào tới giờ học rồi Dân mới tới để đi học, nhưng mà khi nào sáng thì cho nhiều đá quá con uống nó cũng
Nhưng mà ngon không? Ngon hả? Ngon lắm. Mùa hè uống lạnh mới ngon. Mát đúng không? Cô bị uống giỏi quá, cô bị uống hết này. Dùng gì mùa hè nó cũng nóng mà. Dạ ơi, cơm mà mẹ uống nước. À, thế mẹ uống chung với con nha. Mẹ để con cho con đi. Cô bị uống cho hết rồi. Nhà cô bị chung. Ngon quá. Nhà cô bị chung mở ra uống bất kỳ á. Đang yêu không? Trời mày cho gì đá quá. Ngon quá nhờ cô bé ha. Để cô bé uống xong rồi nè. Bây giờ cô bé sẽ ăn cái nào trước cô bé? Cô bé ăn bắp cải nè. Để em bắp thêm một cái để cho cô đi. Rồi cái này cho cô bé nè. Cứ cầm ăn cầm ăn. Ngon lắm con bê. Chị cam ngon lắm. Để anh ăn cái chị ngoan thích. Chị đào mì ăn thích mì. Bóc cái này nó khó này. Mấy cái bóc thì khó bóc kia. Cô bé cũng đừng có ngập chén nha cô bé. Mày lớn mới được chừng rồi. Bị đào cũng ngon lắm cô bé. Cho cô bé nè. Chiều mình đi chợ rồi mình mua pin mới cho anh nha. Bây giờ chơi đỡ như thế này nha. Vậy bên này đi nha. À, mình lại ngồi đây ăn táo với mẹ với em nè. Dạ. Con thích ăn táo đúng không? Thích ăn táo nè. Mẹ hả? Giỏi vậy. À, mình đi chạy xuống lấy cho mẹ một cái dĩa đi.
gà. Có chơi ngoan có phá anh không á? Đi sang chơi với anh đi rồi con, đi lên. Đi con sang chơi với anh nè. Rồi con đang ngồi chơi với anh, đi lên, con ngồi chơi xe với anh đi, mẹ gặp láo, đi lên, không theo mẹ nữa. Được nha. Rủ em chơi đi con. Cô Bi thấy mẹ cá táo nên là học rồi, mẹ được không cô Bi? À, đúng rồi đây. Mình ơi, em cô Bi thấy mẹ cá táo á. Đây là thấy chưa vừa lòng mẹ ngồi biết à. Anh Bình chơi vui nhờ cô Bi, nhờ cô Bi hôm qua chơi với anh Bình à? Rồi Bình ơi, không chơi nữa con. Dạ. Không chơi nữa. Rồi ăn táo đi con. Rồi hai đứa ăn đi nha, mẹ gọt thêm một miếng nữa nha. Cô Bi lo ăn đi, không có dành của anh nha. Hả, cô Bi không thích ăn táo hả? Để mẹ xem nào. Nè, cô Bi ăn thử đi con. Ngon mà. Ủa? Nè, cô Bi ngồi đây chơi mẹ nha. Nè, cho anh Bình ăn hết luôn. Không ạ. Đi thôi, mẹ lấy sữa cô Bi uống nha. Không ăn rồi. Chắc là cô Bi no này, trời ơi cái bụng này. Bụng cô Bi này, Bình nè. No rồi. Không, không chịu ăn gì nữa rồi. Mình lại đây ngồi với mẹ nè con. Mẹ ăn ba miếng rồi đấy. Để đến phòng cho con đấy. Mẹ ăn hả? Chưa gì ta. Cho em nè, cho em chơi em chơi đi. Mẹ dọn. Rồi qua chơi với anh này nha nè. Đi qua chơi với anh đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái là ai làm gì mà bắt vòng tay. Muốn kẹo không? Qua thì là đã, nhưng mà cô Bi không uống nước rồi cô Bi. Ôi, nước ngon thế này sao lại không cho cô Bi uống nước ngọt vậy?
Đang ngồi yêu đấy nha, không được uống nước ngọt nữa nha. Sữa cho em uống.
Anh Bình hư này, anh Bình uống nước ngọt là hư này. Bữa sau anh Bình không được tự ý uống nước ngọt nha. Dạ. Con nhớ chưa? Con dạ. Con muốn cái gì con phải xin phép mẹ thì mẹ cho thì mới được uống hả chưa? Dạ. À, em buồn tụi em thế. Con lại là hộp tủ kia, con lấy cho em hộp sữa em uống nào. Dạ. Con mở hộp tủ ra con lấy hộp sữa cho em nhé. Để anh Bình lấy sữa cho con nhé. Anh Bình lấy sữa mẹ đấy. Rồi. Anh Bình uống nước ngọt rồi, anh Bình không được uống sữa nữa nha. Bi đừng buồn nha, anh Bình để sữa cho. Anh Bình ngồi xuống đàng hoàng đi con, không được gẫm cái chân lên cho con. Ừ, anh Bình đâu cố ý đâu, mẹ dặn như thế mà nhờ. Nhưng mà con cũng không được uống nước ngọt. Uống nước ngọt nhiều không tốt cho sức khỏe nha. Ừ. Lần sau uống gì là phải xin phép mẹ, không được tự ý lấy, nghe chưa? Dạ. Cô Bi cũng thế nha con nhé. Xong hay là hai anh em lại đằng kia chơi đi rồi tí nữa mẹ gọi lại nhắc đi lại kia chơi đi.
Bình ơi, đứng sát lại để uống với em nè con. Dạ. Cô Bi ngồi đây uống với anh nè. Đi đây. Đấy, cô Bi tự cầm đi nha. Cô Bi uống hết rồi à, ngon đấy con. Đây em đưa mẹ, mẹ mẹ rửa lên cho nha. Cô Bi uống nhanh thế, anh Bình uống chậm thế con. Cô Bi,
Sinh khó lắm nè, cô đặt lên đây đi, tí nữa quét nhà cho mẹ nha Bình nhá. Dạ. Cô Bình ngon không cô Bình? Bị uống hộp sữa này là no luôn, cô khỏi là ăn bánh không? Khỏi ăn cơm. Vi sắp xong rồi đấy. Ngon quá nha. Bữa sau anh Bình đi học nhớ mang thêm mũ đồ cho con nhá. Nắng nhá. Nghe chưa? Dạ. Con uống hết rồi. Con để đây. Em để. Vi uống hết chưa? Vi chắc là uống hết rồi. Vi uống hết rồi, để đây nè. Đi còn để đây.
muốn chạy chơi rồi. Ăn nhanh nhanh lên mà.
không ăn rồi mon dễ dễ mon ra cô chơi đợi mẹ với mon. Món ơi, món lại nhạc ăn rất vui món. Mình vui à? Con có ngoan không? Có cho em uống sữa chưa? Rồi mẹ. Giỏi quá, anh mẹ cảm ơn anh Bình nhé. Anh Bình giỏi đấy. Nay anh Bình lớn rồi, mẹ làm được nhiều việc cho mẹ. Bi ơi. Bi chơi vui. Mẹ có mua mì tương đen cho con thích nè Bình nè. Yeah, cảm ơn mẹ. À. Cô Bi đây, Bi lên mẹ cởi mũ đây. Con lấy rồi. Thôi để mẹ vô mẹ nấu nha. Bây giờ ba anh em vào đây chơi nhé, mẹ nấu nha. Con đi rồi, con đi.
Thank you.
Hay là con dẫn ngoài mình bắt mỗi người ta. À, con với cô Vi đây rồi. Anh có bánh cho hai đứa đây, Vi. Mon có giận anh không Mon? Mon. Mẹ anh để Mon cái giận, Mon có giận anh không Mon? Cho anh xin lỗi nha Mon. Cô Vi ăn cho này cô Vi. Ăn đổ hết rồi nè. Ngon. Cô Vi ngon luôn cô Vi. Mình học bài, con lấy cho cô Vi một miếng bánh nào. Cảm ơn anh Bình đi con. Rồi anh Bình ăn đi. Mẹ ăn không mẹ? Thôi con ăn đi, mẹ nhường con á. Anh Bình lớn lắm, Bình dễ thương quá nha. Biết chia sẻ cho em á. Anh đi ăn giỏi nha. Mẹ đi mua mì tôm với lại một ít sữa. Hôm nay trời gió chuẩn bị mưa bão nên là mẹ mua mì tôm để phòng hờ khi cấp điện. Nè, Bình ngồi xuống đây ăn với anh Bình với em là không? Đi ăn đổ đầy hết à, tí nữa mẹ phải quét cái này đi này. Đi ăn cho mà đổ nó con. Nè, mẹ cầm thế này. Đó, cho mẹ cầm ra. Ngon không? Ăn bánh này mình cho ngon không? Ngon vui. Mon ơi, con đừng có giận anh Bình nha. Đừng buồn anh Bình nha. Anh Bình học bài đấy. Đi anh Bình đền bánh cho con rồi đó. Nha. Ra chơi với cô Vi với mẹ. Ờ, ra chơi với em đi vui nha. Cô Vi ơi, sao cô Vi buồn thế? Để em chơi cùng với cô Vi với cô Vi. Cô Vi ơi, cái quạt thế để rồi để khi nào ăn sạc cái nhé. Bây giờ cô Vi có muốn xem TV không cô Vi? Cô Vi lại lấy cái gì mất hẳn. Thank you.
không bây giờ bên mua mà đi mẹ cũng không có đi con cũng không đi đâu mà chơi. Ừ nhỏ hết đi chơi nha. Ừ. Chơi với anh với cô Vi. Nãy anh ở ngoài chơi thì anh không biết là môn chạy trốn nên anh không có đủ môn thay đổi tay nữa mà anh nhớ là mẹ cứ cam đấy để anh đi làm nước cam cho hai em uống nhé. Thank you.
đi lấy cho mẹ cái bình của hai em thôi nào. Mẹ để hai em uống trước rồi con uống sau á. À, thế mẹ làm mẹ đều đổ vào bình rồi con mang ra cho hai em uống nha. Giỏi quá, anh mình giỏi quá. Mẹ này con giúp mẹ. Rồi. À, cái này của cô Bi này nha. Cho cô Bi nhiều hơn một tí nha. Thương em thế. Đây mẹ bắt cho con nhé. Rồi con mang ra cho em đi. À giỏi quá. Cô Bi ơi, ngon ơi, ăn cho nước cam cho hai em rồi. Cô Bi ngon không? Cô Bi ngon hay ngon không món? Seri. Thôi mà cắt cái này rớt rồi nên mẹ bằng lại đó. Ngon không con? Ngon rồi. Ngon rồi, vậy mở đá vào đấy. Này cũng ngon này. Thế mày cũng uống giỏi quá nè. Cô Bi thấy ngon không? Ngon không? Uống nhanh thế. Đấy nhưng mà hơi chua mà. Hơi chua à? Hơi chua thì có nhiều vitamin C nhỉ? Yeah. Ngon quá, nước cam mẹ với anh Bình làm ngon quá. Đấy, ngon không? Anh Bình rất là giỏi, bữa nay anh Bình lớn rồi, anh Bình học lớp 3 rồi. Anh Bình biết cách chăm sóc em rồi. Tại sao mà con đi làm nước cam cho em á? Tại con nhớ mẹ Hoàng Trâm luôn làm cho em. Bên ngoài trời nắng. À, trời nắng, hồi nãy con với cô Bi ra ngoài chơi, em mau ra chơi với con không? Con biết là ngon vậy rồi nên là con chỉ đủ cô Bi chơi luôn. Hả? Con giỏi quá. Cảm ơn anh Bình đã chăm sóc hai em nha. Bi uống hết đi con. Con chơi với anh Bình vui không? Đi sang đây với mẹ. Đây mẹ nâng lên cho con.